Thì sáng giờ anh kẹt đi sửa xe cho anh chị. À. Vừa về là đi rửa liền. Ok, kìa không xài đồ thôi chứ xài đồ cưng lắm. Đó giờ thấy ảnh chiếc xe dưới cũng vậy đó, cưng lắm. Rửa bóng thế à. Ngồi đậu có chống gậy á. Đậu chống gậy gì? Đậu không được luôn á. Đậu luôn là tuột xuống, đậu luôn là tuột xuống luôn á. Chứ ngày nào cũng lao rửa kiểu này bóng hới mà, bóng lưỡng luôn mà. Thôi bây giờ mọi người hiểu lầm cũng như đã được giải tỏa rồi, giải tỏa rồi. Thôi mọi hiểu lầm của chị Nhi cũng đã được giải tỏa rồi. Về nghe anh Kiệt nói câu mát mát ruột liền. Anh đi sửa xe em ơi, không? Nó hơi lâu, để em chờ lâu quá trời tuyệt vời. Biết khăn nha, vô nấu cơm liền. Đúng rồi, vô là vô về tới là nấu cơm liền. Để em hồi vợ dặn vợ la nữa. Nhờ tranh thủ nấu cơm xong rồi lên rửa chiếc xe. Quá cần xe. Quá đam mê. Xe này mình có độ lên không Kiệt? Mình chỉ sửa những cái nào cần thiết để mà mình chạy thôi đúng không? Xe này có sấy nào không được? Mình có lên bô gì chưa? Hai bộ áo. Hai bộ áo ha. Rồi gì nữa? Có hai đèn chưa? Gắn cặp đèn bi led vô. Gắn cặp đèn bi led với lại độ cái bô cái nữa. Là chạy là cắt bánh đầu luôn. Người mua cái này cho vợ hay là mua cho em nói không đem dưới để đây. Cái này là gì đây? Cơm cháy. Cơm cháy trà bông ha. Dạ biết vợ không thích ăn này có gì để đây ha. Thì quá chừng đáo coi. Không kéo ai dục đi. Sao gỡ kéo ra dục luôn anh Kiệt. Cái đồ này em ha. Bộ, tháo cái kiến không xài tháo bỏ gì luôn hả? Để đó chứ không phải làm xài. Để đó ha. Trong nhà mình như thế vậy. Để đó chứ không có để cắt ha. Ôi nhìn cái xe này có trên gì không? Bóng lưỡng không? Bước lượt luôn. Người động mất tấm gậy luôn. Em lấy xe bông rửa anh Kiệt. Hôm nay có chạy xe không anh Kiệt? Có làm được cuốn nào không? Tệ quá ha. Cái này chắc ai cũng có xe nhà, có gì cũng ít người chạy. Cái gì đi. Nhỏ gặp anh Kiệt về mừng húm như vậy. Chạy lại la làng lên liền. Khóc quá trời khóc luôn. Tưởng đâu bà nó đi bỏ nó luôn. Mai mốt có đi đâu cho vợ con được biết nha anh Kiệt. Đi kiểu này ai mà không lo. Anh Kiệt làm gì tập trung lắm nha cả nhà. Cái này giờ còn không ngoài tướng. Thấy nó hơi bèo ta. Đạp luôn còn dữ không? Đạp hay đây, xe đạp hay đây. Đây còn em ơi. Nào thử đây, nào mấy cháu hả? Nào mấy thử đây. Xe nha, xe sau lưng nha. Xe này anh chị chạy kỹ nha các bạn. Bữa nấu mình kẹt. Bữa xe xong giờ bắt đầu xuống coi lại là cơm có chín chưa. Món gì anh Kiệt, cái trong người đó món gì vậy? Cái chà kho hả? Cái gì? Cái chà kho. Cái chà kho để một vịt nữa. Cái chà kho hả? Chiều nay có ăn món này không? Không nấu phải ăn tới trời. Món đó anh Kiệt chế biến hả chị? Muốn cá chà kho ha, lát chiều nay đang với hộp vịt, cá chà kho với hộp vịt. Đó, giờ là anh Kiệt ở đây thử xe coi coi cái gì. Bây giờ anh Kiệt chuẩn bị thử xe lại còn ok nha cái nhà. Dễ nhỏ dữ
Cái xe này tốn như tiền vậy? 900. Trời ơi. Nhiếp. 900 hả? Gì hết giống rồi vậy? Có nhiều bạn Kiệt lo chăm sóc cái xe mình để nó đẹp cho nó. Nghe bằng Nhi, bằng Nhi nghe bằng Nhi bài hoàng đi kìa. Nghe 900, hết hồn. Quảng hồn. Rồi mới đợi tắt rồi. Tây nỉu quá. Rồi luôn rồi. 900 không ngon rồi. Rồi 900 không ngon rồi. Để không em rồi. Để không em rồi. Ồ nhanh rồi em nè. Nhanh rồi cái ác ác rồi nè. 900 cái là như quý mít rồi. Mà nghe 900 mà vô xe rồi. Uống hồn rồi. Hết vốn rồi. Lạc gào không nổi luôn. Hết vốn lạc gào không nổi luôn. Rồi hết nổi luôn cái kia. Kìa, kìa nói chỗ xe 900 thì 6 giờ. Cái mặt sâu luôn rồi. Rồi chị Nhi thấy buồn như Nhi. Nghe nó 900, 900 trắng động luôn rồi. Sang trắng tâm lý luôn. Thôi đâu thì cũng sửa xe mình mai mốt mình đi làm ăn mà chị ơi. Cho nó đảm bảo. Kệ đi sửa xe cho nó ngon ngon lại. Cách vài bữa là sửa cái này sửa cái kia, không biết sửa cái gì hoài. Sửa cho nó ngon ngon, chở khách cho nó ngon im. Cảm mới đi xe mình. Cảm anh Kiệt. Chứ mình chạy xe cùng quá người ta cũng chê á. Đúng rồi, lên xe rồi vừa vô số 1 là cắt bánh đầu rồi mới ngon. Chứ mà yếu xe quá, cách ai chịu đi. Phải mạnh mạnh rồi xe, mạnh mạnh là vừa vô rồi số 1 là cắt bánh đầu rồi giọt liền. Không? Nhìn nghe 900 ngàn như bàn hoàng như quan ngoan luôn. Đúng rồi, chắc không đủ. Cao tay lắm thì chỉ có 600 thôi. Đếm lại 900 trời. Lương, lương ngày của Dây Nhi mà ghi hình được 600 thôi, còn sửa xe 900 thôi. Khổ dưới trời. Đã quất người ta gõ thầy. Nữa, giờ nói gì vậy nghe không? Hết người ăn thôi, bà má không? Không lúc nữa. Anh Kiệt mà đưa cho anh chiếc rider cho anh độ dữ rồi ta. Đưa chiếc winner, đưa cho anh Kiệt, mua cho anh Kiệt chiếc winner này anh độ tới quá luôn á. Độ ra mấy thằng đang xe boy gặp phải hú hồn. Hú hồn luôn. Bây giờ, mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ hết trơn nha cả nhà. Là anh Kiệt là lấy tiền đi sửa nâng cấp chiếc xe lên để cho dạy cho nó im thôi. Chứ không phải là đi theo ghệ gọc hết trơn nha cả nhà. Rồi đó. Giờ chị Nhi với anh chị cũng đã về chung một cái căn chòi lý tưởng này cả nhà. Bữa nay là mấy cái rùi rồi nó đã đi hết rồi nha. Trồng hoa trồng này kia chuẩn bị ăn Tết nữa đó. Thì đủ hết trơn. Rồi chuẩn bị ăn Tết rồi, trồng hoa rồi nè. Trồng ớt. Trồng mớ con nhân họ lên kìa chuyên Tết kìa ơi. Trồng mớ con nhân họ nữa để cho nó có cái mè đồ. Giờ trồng kìa bơi. Trồng vô chậu. Rồi vậy anh Kiệt về mừng hết chi ha. Về mừng ha. Đó, tứ cây liền ha. Quá trời mừng rồi, nghe 900 hết mừng rồi. Nghe 900 là giật mình ngoan ngoan luôn. Nó giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, cô chú chị mình xem nó giờ cũng hiểu rồi đó. Anh Kiệt đi sáng giờ là không phải theo tiểu tam mà là đi sửa xe. Đó, đi tăng trang con vợ hai lên để mà chở con vợ nhất. Vậy, ăn Tết. Vậy, ăn Tết. Chuyến này là hai chồng Tết nay là đi du hí đồ Đà Lạt Nha Trang rồi trên chiếc xe này là ngon luôn, khỏi sợ nằm đường nữa. Đổ vô quá trời tiền rồi. Tới ngày đi chở Nhi bằng chiếc xe đó em luôn. Chuyến này không còn đi chợ Hồng Ngự nữa mà chuyến này đi chợ Đà Lạt chơi luôn. Mình khóc luôn Nhi, khóc luôn. Khóc luôn rồi. Trời ơi. Tao khóc mày đạp lên đống đâu hả? Đâu ra đâu? Cái cổng á. Dục sớm đâu. Gì hết vậy?